tinh sớm không phải là nguyên nhân gây vô sinh, bởi vì tất cả cái tinh dịch chứa tinh trùng ấy nó vẫn vào cơ thể của người phụ nữ. Nhưng cái xuất tinh sớm là một bệnh phải chữa, bởi vì vừa mới cho vào cái đã xuất tinh ngay thì cái anh nam giới ỉu xìu xìu ngay, thì cái người phụ nữ họ bực lắm, tức là họ chưa hiểu mô tê gì cả thì ông chồng đã hết hơi rồi. Cho nên là mọi cái mâu thuẫn trong gia đình chính là nó nằm ở trong cái điều không thể nói ra thành lời này được. Tôi nhớ trong cái cuộc hội thảo trao đổi với các giáo sư nước ngoài đấy, họ hỏi thế bên nước ông thì xuất tinh sớm ở lứa tuổi nào? Tôi đều nói rằng là ở lứa tuổi mà chúng tôi có khi có những bệnh nhân mà có 2-3 con rồi. Thế thì họ khen, họ bảo phụ nữ Việt Nam rất ngoan, chứ châu Âu không một cô gái nào nó chấp nhận một anh chồng bị xuất tinh sớm 6 tháng.